Vâng, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lạc Đường. Sau những suy nghĩ và đắn đo và xét thấy những yêu cầu của các bạn trên TikTok, thì hôm nay Lạc Đường xin giới thiệu đến mọi người 6 món làm từ thịt chó. Và những bạn nào là fan của Vitamin Go Go này thì hãy bình luận xuống dưới để cho Lạc Đường được biết. Còn những bạn nào không thích cái món này thì các bạn có gạch đá thì cũng ném hòn nó nho nhỏ thôi. Đấy, lượng thứ cho Lạc Đường. Lạc Đường xin chân thành cảm ơn. Và giờ thì Lạc Đường sẽ bắt đầu vào câu chuyện. Thì thịt chó ở đây thì Lạc Đường mua đây là nguyên con, mua móc hàm, họ đã thịt sẵn rồi. Và giờ thì ta sẽ lọc nó ra và nhận định từng phần thịt để ta làm các món làm sao cho nó phù hợp. Đây là một lửa con chó này mà Lạc Đường cũng đã bóc xương vè đó để làm thịt nướng. Và sẽ lấy một phần ở phần thịt vai cũng để làm thịt nướng, và một phần ở bắp thịt vai thì để làm món xào tái lăn. Và đây là cái đùi sau này các bác. Thì ta sẽ lọc cái phần tỏi nó ra. Tiếp tục là ta sẽ lọc rời hai cái đùi ra để ta lấy cái thịt của cái đùi ấy để làm món thịt hấp. Đó, các bác có thể nhìn thấy là Lạc Đường đang lọc đó. Thì phần thịt đùi này ấy, các bác nên tẩy hết những cái bên sườn đi để ta lấy những phần thịt nạc này thôi. Đó. Còn đây là cái phần bắp này thì bây giờ ta sẽ lọc hết ra để ta lấy cái phần thịt để làm món xào tái lăn. Đó, các bác có thể thấy là món này cái bắp này xào rất chi là ngon các bác ạ. Và đầu tiên thì ta sẽ thái phần thịt xào tái lăn. Thì ở đây Lạc Đường sẽ thái tất cả là có 4 cái bắp. Đấy, thì ta sẽ thái nhỏ ra. Đấy, các bác cứ thái như này thì ta xào nó cong lên nó rất chi là ngon. Và đây là một phần bắp của vai này, ta cũng sẽ thái vào làm xào tái lăn. Tiếp đó là thịt nướng. Thịt nướng này thì Lạc Đường đã trần sơ qua. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Bên ngoài thì nó cứng nhưng bên trong nó vẫn sống nguyên đó. Thì mục đích để trần đi để ta thái miếng thịt nó được đều, được đẹp. Thì đó các bác pha nó ra. Sau đó ta sẽ thái vuông. Đó. Đấy, các bác cứ thái vuông quân cờ như này là được. Đó. Cứ như vậy thôi, và ta sẽ thái hết số thịt này. Và tất cả số thịt này là cho 4 mâm đây các bác. Đó, 4 đĩa thịt nướng. Tiếp là ta sẽ thái gan ra để tí nữa ta cuốn chả. Đó, các bác cứ thái những miếng nó vừa ăn là được. Còn đây là phần xương trắng. Phần này thì các bác có thể nấu cháo với đậu xanh cũng được. Nhưng ở đây thì khách không yêu cầu Lạc Đường nên Lạc Đường chỉ làm nước dùng thôi. Tiếp tục là đến phần thịt thả lẩu. Thì ở đây Lạc Đường vẫn bớt lại một bên xương vè liền với thịt, gọi là thịt sấn. Thì ở đây Lạc Đường sẽ chặt nó ra. Đó, các bác cứ chặt những miếng nó vuông như này, to bằng nửa cái bao diêm là được. Về phần thịt thả lẩu này thì ta sẽ chặt thêm vào đây một miếng thịt vai. Đấy, các bác cứ chặt nó vuông ra là được. Ta cũng chặt hết 4 cái chân vào đây và phần đầu. Các bác cứ chặt những miếng vừa ăn, cả thịt cả xương là được. Tiếp tục là đến phần nhân để làm lòng. Thì ở đây Lạc Đường đã bớt lại những cái cuống họng, tim gan phèo phổi gì đó. Và ta sẽ băm nhỏ nó ra. Đó, các bác cho vào một cái thẩu. Và đây là toàn bộ số thịt mà Lạc Đường đã phân loại, sơ chế xong, đã chia ra tất cả các món. Đó, các bác có thể quan sát thấy tất cả các món đã được hình thành rồi. Giờ ta sẽ quay sang tẩm ướp. Thì đầu tiên các bác sẽ thái một chút sả phát chéo ra để tí nữa ta tẩm ướp cho món xào tái lăn. Tiếp tục là ta sẽ băm một ít sả băm và một ít ớt cay để tí nữa ta tẩm ướp cho tất cả các món. Thì đầu tiên Lạc Đường sẽ tẩm ướp cho món thịt hấp. Ở đây các bác nêm vào đây một chút mẻ, một chút tương, một chút sả băm, một chút ớt. Ta nêm vào đây nửa thìa mì chính, một nửa thìa đường, một chút mắm tôm và riềng, sau đó ta sẽ bóp đều lên. Tiếp đến là món thịt nướng thì ta vẫn tẩm ướp như vậy, các bác lựa vào cái số thịt của mình để tẩm ướp làm sao cho nó phù hợp. Và ta sẽ lấy vào đây một chút rượu trắng và riềng và ta sẽ bóp đều lên là được. Tiếp tục là món thịt chặt sấn thả lẩu. Thì ở đây gia vị là vẫn như các món trước ta tẩm ướp, nhưng ở món này thì số lượng thịt nhiều hơn cho nên ta sẽ tăng cái số lượng gia vị lên. Và nó sẽ khác một điều nữa, đó là đến đoạn cuối thì các bác sẽ cho vào đây một chút tiết và rượu trắng rồi ta bóp đều lên là được. Và đây là món xào tái lăn, gia vị thì vẫn vậy thôi các bác, ta cứ lêm lếm vừa ăn. Ở món này thì ta sẽ cho thêm chút sả thái vắt chéo vào và ta sẽ bóp đều lên. Đấy, bên đến công đoạn này là em đã thấy là mùi thơm lắm rồi. Và để cho nước dùng của món lẩu có vị ngọt thanh thì ở đây Lạc Đường sẽ chuẩn bị 3 quả dừa. Ta sẽ lấy nước và ta cũng sẽ lấy luôn cả cùi luôn. Ok rồi, giờ thì ta sẽ chuẩn bị bếp. Các bác cho một chút dầu vào chảo, phi một chút sả thơm lên. Khi nó vàng thì ta sẽ đổ thịt chặt sấn vào để ta xào lên. Các bác có thể cho thêm một chút bia vào đây. Đó, Lạc Đường đây là có bia hơi, Lạc Đường cho một chút vào để nó bay bớt cái mùi hôi của thịt chó đi. Khi ta xào thấy miếng thịt đã săn lại thì ta sẽ cho nước dừa vào đây. Các bác cứ cho độ 2/3 vào đây là được. Sau đó ta đẩy vung vào, om một lúc. Và đây là xương trắng này các bác. Thì ta sẽ cho vào một cái xong riêng, sau đó đảo qua lên. Các bác cũng cho nước dừa còn lại vào đây, sau đó đặt miếng thịt hấp vào và cho thêm vào đây khoảng 1 cốc bia. Đó, các bác đẩy vung vào và hấp nó lên.
Và đây là chảo thịt sấn, sau khi ta đã om được khoảng độ 10 phút từ đầu đây các bác, thì ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Thì đây miếng thịt của nó đây, nhưng nó chín rồi đấy nhưng mà nó vẫn còn dai các bác ạ. Ta sẽ cho thêm vào đây một cốc bia, các bác có bia gì thì cho bia đó, và ta sẽ đẩy vung vào om thêm một lúc nữa. Tiếp tục là đến món dồi. Ở đây là đường băm một chút lá húng chó, hay còn gọi là húng quế này, một chút lá mơ và một chút lá cúc tần. Đó, ta băm xong thì ta sẽ cho vào cái chỗ nhân mà ta đã chuẩn bị trước. Cái chỗ nhân này thì là đường đã tẩm ướp riềng mẻ mắm tôm hết cả rồi. Bây giờ ta sẽ cho vào đây một chút lạc. Các bác cũng có thể cho vào đây gạo lếp hoặc là đỗ xanh đã được rang lên, cũng ăn cũng sẽ rất chi là bùi. Một cỗ lòng thì lạc đường chỉ cho vào đây khoảng 4 thìa tiết. Các bác cũng không nên cho nhiều tiết, vì cho nhiều tiết vào thì tí nữa ta lướng hoặc ta rán thì lòng nó sẽ dễ hay bị vỡ. Vì bản chất của dồi chó là khô, nên các bác khi dồn lòng các bác vuốt nhẹ tay. Các bác cứ vuốt đều tay cho đến khi đã xong. Bên trong lòng sẽ còn một ít tiết không khí thì các bác sẽ vuốt nó ra một lần nữa để cho nó thoát ra ngoài, để cái lòng khi ta luộc hoặc ta rán lên nó không bị xẹp. Ok rồi, giờ thì ta sẽ cho lòng vào cái nồi thịt đã hấp để hấp cái lòng này lên cho nó chín. Và bây giờ ta sẽ quay lại chỗ chảo thịt sấn. Khi đã linh được khoảng độ 15 phút rồi đây các bác. Đó, miếng thịt nó đã chín mềm nhưng mà vẫn còn giữ được độ giòn các bác nhá. Thì lúc này ta sẽ vớt nó ra ngoài, để đến khi ta ăn nấu thì ta sẽ vợi vào nồi ăn dần dần. Cái lòng này ấy, sau khi ta châm vào ấy, thì thấy nước trong chảy ra, thì đó là lòng đã chín và ta cũng sẽ vớt hết ra ngoài. Phần thịt hấp này cũng đã chín rồi đây các bác, thì ta cũng sẽ vớt hết ra ngoài luôn. Và tiếp tục là ta sẽ chế nước lẩu. Thì ở đây các bác đổ hết cái nước mà ta hấp thịt vào trong cái chảo này. Đó, và ta sẽ cho vào đây là cái cùi dừa lon mà ta đã lấy nước rồi. Các bác bật bếp lên, khi nước nó sủi ta hớt bọt cho nó cẩn thận. Các bác cũng có thể cho thêm nước vào, như lạc đường đang cho đây để cho đủ 4 nồi lẩu ăn. Để tạo màu cho thì lạc đường sẽ cho vào đây một chút tiết cho nó đẹp. Các bác có thể cho măng cay hoặc là măng chua hoặc là thuốc bắc vào để tạo hương vị riêng cho mình. Tiếp tục là món chả gan. Món chả gan thì các bác chuẩn bị một cái chảo và ta cho chả gan vào. Ta cho một chút nước dùng vào và các bác xào lên. Khi thấy chả gan đã vừa chín đến thì ta sẽ bắc ra. Với món chả gan này thì ta có hai cách để cuốn cái chả gan này. Các bác có thể cuốn bằng lá la. Nếu là lá la các bác lên chiên để giòn cái lá la lên thì nó bớt cái mùi hôi của lá la đi. Còn với lá lốt thì rất chi là thông dụng. Các bác có thể chiên hoặc có thể nướng cũng được. Thì cái cách cuốn của cái chả này thì các bác nha, đây lạc đường sẽ làm lại cho các bác một lần nữa để các bác nhìn thấy. Thì ta sẽ lộn ngược cái lá lại, ta cuốn cái màu xanh của cái lá ra bên ngoài. Các bác gập cho nó cẩn thận. Ta sẽ lấy cái mỡ tràng hay còn gọi là cái mỡ chải đấy các bác ạ. Thì ta sẽ bọc bên ngoài. Khi ta đã bọc được rồi ấy thì là ta có thể xiên vào hoặc có thể chiên độc lập cũng được. Đó, nhìn rất chi là đẹp luôn các bác ạ. Tiếp tục là đến món thịt nướng. Món thịt nướng thì ở đây lạc đường có xiên chuyên dụng và lò nướng chuyên dụng. Nhưng ở đây thì lạc đường muốn nhấn mạnh một điều về cách xiên thịt. Thì các bác nên xiên thịt để cho cái bì nó quay về một phía. Đó, các bác cứ quay nó về một mặt như này. Để khi ta nướng lên thì miếng thịt nó được giòn cái bì và miếng thịt nó không bị hao. Cứ như vậy thôi. Và ta sẽ xiên hết số thịt. Và đây là số thịt mà lạc đường đã xiên đây các bác. Đó. Ở nhà thì các bác sẽ có những cái xiên như thế này. Đó. Và ta cũng sẽ xiên như vậy, cái bì sẽ quay ra một mặt nhất định nào đó để khi ta nướng lên cái miếng thịt nó được chín đều. Tiếp tục là đến món dồi nướng. Thì ở đây là đường cũng sẽ quấn cái dồi này vào cái xiên chuyên dụng của mình để tí nữa nó quay lên được đều. Ở nhà các bác không có cái xiên hoặc lò nướng thì các bác có thể quấn vào cái cậy tre để nướng lên. Và đây là lò nướng lạc đường đã gióm than từ trước rồi. Và giờ thì ta chỉ việc xếp thịt vào và dồi vào để nướng lên. Đó, các bác có thể thấy là máy nó sẽ tự động quay. Ta sẽ đậy lắp vào, khoảng độ 10 phút sau thì ta sẽ mở ra. Đây, các bác nhìn này. Đến lúc này thì lò đã rực lên rồi. Và thịt sẽ rớt mỡ xuống và rất dễ gây cháy các bác ạ. Thì nên phần này thì các bác nên hết sức cẩn thận. Và nên trông liên tục để cho cái miếng thịt nướng nó được có màu vàng đẹp. Hay miếng dồi cũng sẽ vàng đẹp. Cái lá mơ này, chọn những lá đẹp đẹp đi. Cả một cái lá úp thì một cái lá ngửa. Nhá. Bày đúng như này các bác. Và giờ thì ta sẽ trình bày món thịt hấp. Ở đây thì lạc đường sẽ dùng lá mơ và chuối xanh và riềng thái miếng mỏng. Ta sẽ trình bày một lượt bên sườn, sau đó thái thịt hấp ra. Vậy các bác có thể nhìn thấy không? Miếng thịt hấp rất chi là ngon luôn. Đấy, tùy theo vào cái định lượng số lượng cân mà các bác bày làm sao một cái đĩa thịt hấp cho nó đẹp. Ở đây lạc đường sẽ bày theo kiểu như này. Đó, các bác nhìn xem có tuyệt vời không? Đấy, rất chi là ngon luôn các bác ạ. Và đây là thịt nướng và dồi nướng. Sau khi đã nướng được khoảng hơn 20 phút gì đó đây các bác. Đấy, nhưng ở ngoài này hơi tối các bác ạ. Đây, em nhìn thấy là rất chi là vàng rồi.
bây giờ em sẽ cho vào trong. Đây các bác nhìn này, nói vào trong sáng cái miếng thịt nó khác ngay. Đấy, các bác có thể nướng nó hơi quát quát đi một chút thì miếng thịt ăn nó sẽ có độ giòn và độ ngậy. Đây các bác có thể nhìn thấy này, miếng thịt rất chi là đều luôn. Đấy, cái bì thì nó giòn nha các bác nhá. Đó, như vậy thì mới đạt được cái yêu cầu của món thịt nướng này. Và bây giờ ta sẽ trộn vào đây một chút giềng. Cái giềng này thì Lạc Đường rang sơ qua lên để cho nó bớt nước đi, nó khô lên một chút, và ta sẽ trộn vào đây. Và giờ thì ta sẽ cho sỗ thịt nướng này ra đĩa. Ở đây thì Lạc Đường trình bày một chút ăn lốt thôi, cũng không có gì là cầu kỳ lắm. Vấn đề nó là chất lượng của miếng thịt nướng thật là ngon. Đây các bác có thể nhìn thấy này, rất chi là tuyệt vời luôn. Tiếp tục là đến món chả gan. Chả gan thì hôm nay Lạc Đường sẽ cho vào rán lên. Các bác xếp miếng chả gan vào. Khi ta rán thấy miếng chả gan nó vàng lên là được. Đó, ta sẽ chắt bớt dầu đi. Và ta sẽ để khô ở trên chảo một lúc để cho nó róc bớt dầu đi này là được. Các bác nhìn thấy đĩa chả gan có đẹp không? Đó, màu sắc chi là xanh và thơm nữa. Và đây là dồi. Bây giờ thì Lạc Đường sẽ thái cái dồi này ra. Đó, thì cái một cái đĩa dồi này sẽ cùng với lại đĩa chả gan là ta sẽ được hai món. Đấy, các bác có thể nhìn thấy không? Cái dồi rất chi là vàng và cứng đét luôn. Ăn thì giòn, thèm quá phải làm một miếng các bác ạ. Đó, ta sẽ thái ra và tuốt chả gan vào. Và ta trình bày đơn giản như thế này thôi. Tiếp tục là món thứ năm, đó là món xào tái lăn. Các bác cho một chút dầu vào, ta cho xả bát chéo vào và ta phi vàng lên. Khi thấy xả vàng thì ta sẽ cho thịt vào xào. Các bác cố gắng bật lửa to để cho lửa nó bắt vào trong chảo, để nó khử bớt cái mùi hôi của thịt chó đi. Khi ta xào thấy miếng thịt đã săn lại thì ta sẽ cho vào đây một chút nước cốt dừa. Ta sẽ đảo đều lên và ta sẽ cho vào đây là húng chó, hay còn gọi là húng quế đó các bác, và một chút ớt. Khi thấy sau húng quế vừa chín tái là được, các bác sẽ cho ra đĩa. Đó, các bác có thể nhìn thấy không, rất chi là đẹp luôn. Và đến lúc này thì rất nhiều người theo dõi video từ đầu đến giờ có thể sẽ thắc mắc rằng là tại sao không xuất hiện món rượu mặn. Và đây là lý do đây các bác. Khách có đặt thêm của quán Lạc Đường, đó là món chân giò sốt tiêu và món ngô chiên. Đây là món ngô chiên đây các bác. Và tiếp đó là món khoai tây chiên. Có một gì nào đó Lạc Đường sẽ giới thiệu với các bác về hai món này. Tiếp đó là món gà rang muối. Vâng, đây là một món tủ của quán Lạc Đường. Đó, thì là Lạc Đường sẽ làm cho mỗi một đĩa như này nữa. Đó, các bác có thể nhìn thấy là gà rang muối đây. Và cuối cùng đó là món lẩu. Món lẩu thì ở đây Lạc Đường sẽ xếp vào đây, đó là chuối xanh và thịt chó chật sấn mà ta đã linh vừa chín đến rồi. Và đây là một gia vị không thể thiếu được với món lẩu chó ở Bắc Giang, đó là bia táo vàng của Trung Quốc. Với một nồi lẩu thì Lạc Đường sẽ cho vào đây khoảng 1/3 chai này, và ta cũng sẽ thả đậu luôn vào. Lạc Đường cũng không biết tại sao mà người ta truyền tay nhau rằng phải có bia này thì lẩu chó mới ngon. Các bác không có bia này có thể dùng bia Hà Nội hay những bia ngon hơn như Heineken hay là những bia Tiger cũng được. Các bác yên tâm rằng là cái gia vị này không phải là phần quan trọng nhất trong nồi lẩu đâu các bác. Hôm nay sinh nhật cụ nào? Cụ bé tí kìa. Cụ bé tí. Vâng, Lạc Đường xin cảm ơn mọi người đã xem video của Lạc Đường. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.